Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch bệnh được kiểm soát đã thúc đẩy nhiều địa phương cho học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Theo thống kê, từ đầu tuần tới, nhiều tỉnh, thành phố đang dạy học trực tuyến, dự kiến cho học sinh quay lại trường học. Hiện có 38 địa phương kết hợp dạy trực tuyến trực tiếp hoặc dạy trực tuyến hoàn toàn. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau dự định trong tuần tới cho học sinh nhiều trường ở vùng xanh tự trường, tận dụng vùng an toàn để dạy học trực tiếp nhằm đảm bảo chất lượng. Từ đầu năm học mới, học sinh các cấp trường mầm non học tập trực tuyến, tuy nhiên sau một tuần, địa phương cho dừng dạy trực tuyến đối với tiểu học, học sinh lớp 6, lớp 8 chỉ ôn tập, củng cố kiến thức, riêng học sinh lớp 9, lớp 12 học kiến thức mới. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mới đây đã thông báo yêu cầu các trường tiếp tục chuẩn bị các điều kiện, xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống dịch, sẵn sàng đón học sinh quay lại trường khi điều kiện cho phép, chủ động phối hợp cơ quan y tế địa phương tổ chức tiêm vaccine cho 100% cán bộ giáo viên nhân viên. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh cũng đang chuẩn bị các điều kiện đủ để học sinh có thể quay lại trường học trực tiếp từ ngày 11 tháng 10. Khi học sinh trở lại học trực tiếp, các trường cần xây dựng kế hoạch kịch bản xử lý tình huống nếu có trường hợp sốt, ho, khó thở. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, cả nước hiện có 25 tỉnh, thành phố dạy học trực tiếp, 13 địa phương kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến, truyền hình và 25 địa phương dạy học hoàn toàn bằng phương thức trực tuyến và truyền hình. Trước đó, kết luận tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn việc đi học rất linh hoạt, những nơi an toàn đã chuyển sang vùng xanh, có thể đi học bình thường và có giải pháp phù hợp. Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả, hoàn thiện và khẩn trương ban hành hướng dẫn tiêm cho trẻ em. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc đi học rất linh hoạt, những nơi an toàn đã chuyển sang vùng xanh, có thể đi học bình thường và có giải pháp phù hợp.